Bác sĩ Cường khẳng định là không có thuốc nào bôi hay là thoa để làm cho cái môi bé nó nhỏ, nó gọn lại cả. Thực ra thì bây giờ chưa có giải pháp nào ngoài phẫu thuật để làm môi bé nó nhỏ, nó gọn lại cả. Và cái này thì vẫn phải đến gặp bác sĩ để phẫu thuật. Không, bác sĩ Cường khẳng định là không có thuốc nào bôi hay là thoa để làm cho cái môi bé nó nhỏ, nó gọn lại cả. Có lẽ các bạn cũng sẽ chưa rõ về việc giải phẫu là môi bé và môi lớn nó như nào. Đầu tiên ở cái vùng cơ quan sinh dục của nữ ấy, thì người ta sẽ có những cái cơ quan sau. Thứ nhất là cái âm vật là ở phía trên, ở phía hai bên của âm vật là hai có cái hai cái vùng vùng nó gọi là ở phía trên của cái âm vật thì nó là có vùng gọi là xương mu. Tiếp xuống dưới xương mu là hai cái môi lớn. Hai cái môi lớn là hai cái vùng giống như hai cái gò nhỏ hai bên ấy. Và bên trong của hai cái môi lớn là hai cái môi bé. Phía trong của hai môi bé thì nó sẽ có thứ tự như sau. Đầu tiên là cái lỗ niệu đạo, phía dưới lỗ niệu đạo thì là có lỗ âm đạo, và dưới cùng nó là một cái vùng người ta gọi là này là nút thở trung tâm, hay còn gọi là vùng tầng sinh môn, và dưới cái tầng sinh môn là lỗ hậu môn. Mình có thể chia sẻ thêm một chút như này, là mặc dù chúng ta nghe thấy môi bé môi lớn ấy, nhưng mà vốn là cái cấu tạo ở vùng này thì không phải là tất cả mọi phụ nữ đều giống nhau. Có những người thì có những cái nếp da thừa, có những người thì cái môi bé thì cái phần mà nó dài ra nhất, nó lồi ra nhiều nhất ấy, thì nó lại là ở 1/3 trên, nhưng có người cái phần lồi ra nhất nó lại ở 1/3 dưới, hoặc là có những người thì nó từ cái phần thân của cái âm vật ấy, nó tạo ra một cái nếp da thừa, nó chạy xuống dưới, nó nhập vào luôn vào cái môi bé, và người ta không thể phân biệt được đâu là môi bé, đâu là cái nếp da thừa nữa. Đấy thì vốn là mỗi người sẽ có một cái cấu tạo khác nhau, và có người ta có một cái phân loại của theo Bascewell, tức là theo một cái phân loại đấy người ta chia ra cái môi của phụ nữ làm 4 hay là 5 cái loại. Và ngoài ra thì nó còn phức hợp giữa cái môi và cái tiền đình cũng như là cái thân âm vật để tạo thành những cái loại khác nhau nữa. Và đấy là lý do vì sao mà này, mặc dù là cùng phẫu thuật tạo hình môi bé, nhưng mà này là sau phẫu thuật xong thì mỗi người sẽ hơi khác nhau một chút, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Sau phẫu thuật thì cái điều quan trọng nhất sau khi thực hiện phẫu thuật đấy là này, là cần phải giữ vệ sinh và chăm sóc vết thương thật tốt. Tại vì là này, bất cứ phẫu thuật nào xong cần để vết thương mà nó lành, nó không nhiễm trùng thì nó mới liền tốt. Nếu vết thương của bạn để nhiễm trùng nó sẽ không liền tốt được, hoặc nó sẽ không nối được hai phần môi vào nhau và nó sẽ không được đẹp. Còn nếu mà khi mà mình đã nối được hai phần môi vào nhau thì hầu như sau phẫu thuật xong sẽ rất là đẹp, cân đối. Cái môi bé thì không ảnh hưởng đến cái việc sinh sản, khả năng sinh sản. Nó chủ yếu là ảnh hưởng đến cái hoạt động cuộc trong cái hoạt động hàng ngày thôi. Những bạn mà môi bé dài thì các bạn ấy hay chia sẻ là này, là em cảm giác thấy bị mặc quần nó bị vướng, nó bị khó chịu. Rồi em khi em đạp xe này, hoặc là này khi em chạy này, thì cái đấy nó sẽ dắt vào bên trong, làm cho em cảm giác thấy cứ vướng vướng và bị khó chịu. Ngoài ra thì cái vùng đấy nó lại không được cân đối, sẽ trông cho mình sẽ mất tự tin. Nhất là khi mà bắt đầu bảo các bạn có quan hệ tình dục chẳng hạn, mà khi các bạn cảm thấy rằng cái của mình sao nó to thế, sao nó sẫm màu thế, rồi nó xấu thế, và có thể nó còn bị khi mà đi tiểu nó dễ bị đọng nước tiểu xung quanh nữa, thì cái điều đấy làm cho hầu như là đấy là lý do làm cho các bạn ấy mất tự tin và cảm giác thấy tự ti về việc là này, là mình có một cái vùng cơ thể nó không được ổn lắm so với những người khác. Cái việc mà phẫu thuật ấy thì bạn có thể chọn ai phẫu thuật cũng được. Tại vì là ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 cũng có bác sĩ nữ để phẫu thuật về vấn đề đấy. Thì bác sĩ Cường nghĩ là này, là cái việc chọn ai thì bạn nên tìm hiểu kỹ về việc là này, là chọn ai phẫu thuật cho mình. Chọn bác sĩ, tìm hiểu xem là này, bạn chọn bác sĩ nào chẳng hạn thế, để đảm bảo cái việc là này là phẫu thuật đạt được cái kết quả tốt nhất. Nhiều khi phẫu thuật tạo hình môi bé ấy, thì nó cũng giống như là mình cắt cái tóc ấy. Là này, mỗi người có một cái tay nghề khác nhau, có một cái quan điểm về cái đẹp khác nhau. Mình nên chọn tìm hiểu bác sĩ mà có một cái thẩm mỹ tương đương với mình thì để có kết quả nó đạt được đúng theo cái mong muốn của mình nhất.